Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang ở khu chỗ nhà của em Vân và em Cái Kiến Thính. Như quý bác cũng biết là trong ngày hôm qua cũng là ngày rằm tháng 7 ở âm lịch ở trên vùng cao này có tổ chức ăn rằm hôm qua và em Dương cũng có đi vào trong nhà mẹ cùng với gia đình ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình. Tuy nhiên thì cũng khá là buồn, bà con đồng bào bà người Mông ấy, ở phía bên trên này thì có những nhà nào có điều kiện mới tổ chức làm rằm tháng 7 mà ăn, còn có những nhà thì không có đủ điều kiện ấy, thì sẽ không làm được ấy. Nên là hôm nay thì em Dương có vào đây và có trích cái phần quỹ làm nhà của em Vân ngày trước vẫn còn dư, sau khi mà cũng mua được cả gần tương đối đầy đủ cái những cái đồ dùng trong gia đình rồi thì em Dương có lấy cái phần quỹ đó có mua một con gà. Đây, một con gà và một ít bún khô và một hai ít cà chua với lại hành ấy, vào cùng với gia đình của nhà em Vân là tiến hành là làm một bữa ăn rằm muộn cho gia đình của em. Với lát nữa sau khi mà làm xong thì em Dương cũng sẽ gọi cả em Cái Kiếm Thính với cả anh Chứ sang nữa, vì là anh em sẽ tổ chức ở chỗ nhà của em Vân luôn, vì cái này là cũng trích quỹ của nhà em Vân ấy, còn sợ sang chỗ nhà anh Chứ thì cũng nó thoải mái. Tuy nhiên là cái chỗ nhà của em Vân ấy thì cũng vừa mới làm xong thì mình làm ở đây sẽ nó tiện hơn ạ. Vì còn thêm phần nữa là do ngày trước ấy, ngày hôm trước em Dương cũng vừa mới mua cái bộ bàn ghế mới về cho gia đình của nhà em Vân, nên là cũng muốn gọi là đi khai trương đi trước khai trương ăn ở cái bộ bàn ghế mới nhé. Đây cái khu nhà của em Vân ở đây ạ. Vân ơi. Dạ. Anh làm gì đây? Ở đâu đấy? Ở nhà ạ. Chào anh Dễ. Nay anh vào đây ấy, thì hôm qua dân tộc Giấy bọn anh có tổ chức bữa ăn rằm. Tuy nhiên thì anh cũng biết là bên dân tộc Mông em ấy thì có những nhà nào có điều kiện thì mới có làm rằm tháng 7 ăn, còn những nhà nào không có điều kiện thì cũng ít khi là làm, đúng không? Nên là hôm nay anh có trích cái phần quỹ của nhà em cái trước vẫn còn dư ấy. Cái trước anh có mua bộ bàn ghế cho em nên là vẫn còn dư. Cái tiền anh có trích cái phần tiền đấy ra có một con gà với lại một ít bún với ít đồ dùng vào đây để mà sẽ tổ chức làm rằm muộn cho gia đình em. Còn xong lát nữa thì anh em mình sẽ gọi cả anh Chứ với lại em Cái Kiếm Thính ra đây để ăn cùng nhá. Vâng, ok. Thế em cầm cái này vào trong kia xong là xem đun nước để anh em mổ gà ấy. Và lấy cái nước nóng để ngâm cái bún này đấy. Vâng. Không tí nữa nó cứng mình không đi làm ấy. Đang đun nước uống à? Vâng. À thế lấy tận dụng nước cái nước này để mổ gà luôn được không? Nhưng mà chắc là nó vẫn phải đun thêm một siêu nữa để mà còn ngâm bún. Vâng. Nước sôi chưa? Sôi. Sôi rồi ạ? À? Vâng. À thế thì để mổ gà luôn đi nhé. Vâng. Đó là em sau khi mổ gà thì bắt đầu bắt lên một cái nồi mới. Vâng. Có dao rồi. Dao đi bắt. Lên ra ngoài này, ngoài bên ngoài này không nhỉ? Để mổ cho dễ. Đây, em cầm ấy để cho anh mổ. Cho vào một ít nước đi. À, có nước ngoài này. Em cầm con gà ra đi. Ở cái chỗ khu phía đằng sau ở gần mép bếp của nhà em Vân ấy thì trước có cô bác cũng có gửi tiền khoản quỹ về để mua cái bột đá để láng cái chỗ nền này để cho gia đình có chỗ để rửa bát đũa cho dễ. Tuy nhiên là em Dương cũng đặt cùng với lại nguồn vật liệu của nhà em Cấy rồi, tuy nhiên bây giờ do là thời gian này trời mưa quá ấy, cũng không lấy vật liệu lên được nên anh em vẫn chưa lấy lên được để mà làm tiến hành hoàn thiện nốt cái phía bên ngoài này cho em Vân được. Trong lúc em Vân cũng đang làm nấu gà thì em Dương đun bếp để mà lấy nước nóng để ngâm ít bún khô, vì cái bún khô kia thì phải ngâm xong là mới nấu được. Chắc là bởi vì anh em cũng không có quá là nhiều tiền để mà mua được cái nguồn thức ăn có nhiều đủ ấy, chỉ có mỗi con gà với là một ít bún thôi thì cũng có hai món này. Và lát nữa anh em sẽ luộc gà và lấy cái nước cốt gà để làm cái canh bún luôn, cho thêm cả bên cà chua với là một ít hành nữa. Đây, bây giờ không biết là anh Chứ với lại em Cấy ở nhà hay không, nhưng mà chắc là em Dương cũng sang bên đấy để gọi anh em sang đây để mà phụ nhau mà làm có bữa cơm nó ấm cúng hơn. Ê trai, thế kia rồi? Chị mới thổ. Hả? Khó nữa là chị kia rồi. Có thể kia.
À, đang đang sửa này để mấy nữa thu ngô để phơi đúng không? Thầu tư cho bất cứ là tàu giết gì á? Ô trời, sao mấy cái miếng vải này đi đâu hết rồi? Cho đẩy lên lìa tà nó. Hỏng hết rồi à? Ui nhưng mà anh để cây như này hơi thưa anh chứ ạ. Nó cho chín như nào? Cho tua mình gì mà? Căng thử mà đau mũi cho sao này? Chắc là không có cây nữa đâu đúng không? Tà chín một tàu rồi. Tà. Cho sống nè tà rồi. Không tà. Chưa cho đi mà đau mũi hai tay. Lại phải đi lấy, phải đi lấy thêm đúng không? Cắt đủ cho các mũi vua. Cái này phải để anh lấy cái to một tí chứ. Cái này này. Đừng nghĩ ra nhau hàng nghìn tàu mà. Hả? Nghĩ ra nhau hàng nghìn. Không, nhưng mà phải cái to. Cái to một tí, anh xem bao nhiêu lực nó, cái này bao nhiêu, nó chịu được bao nhiêu lực này. Phải cây to một tí. Không, mai mình chở, ví dụ là có để ngô nhiều một tí, sợ thì gãy đấy. Chỉ mua cho lô này. Hả? Chỉ mua cho lô. Chỉ mua là. Cái mấy cái bao này bao gì đấy? Cứ lưng tỏ. Hả? Cho bốc cứ lưng thôi này. Cho bốc cứ chê nhiều. Ủa, cho bốc cứ lưng tỏ đi. Ờ, cái của năm ngoái à, hỏng hết à? Cái này. Cái của anh. Ủa ôi. Lưng tỏ thôi. Hỏng thối hết như này á? Đúng. Cái này anh vẫn để trên gác mà đúng không? Bây giờ mình cho cột chén. Con đi, là cho chị bị sòn tháp mà rồi. Dạ mà. Thôi hỏng hết như này. Tối bao nhiêu nhỉ? Cả cái này nữa à? Đúng rồi. Ủa. Đây này. Cái này khoảng tầm 2. Cái này chắc mấy chục cân đấy nhỉ? Con đi là tàu thiếu cho đi à? Lưu tả đồ mềm mềm. Ủa, lưu tả lô. Hỏng hết rồi, thối hết rồi. Cái này cho con vật nuôi ăn cũng không được. Con tên đi bắt chìa chỉ ta lại phú à. Phú cho chú phú nó là chỉ xinh. Tao chỉ xinh. Tháng này đi đâu đi em? Phải kiếm hết hả? Phải kiếm hết. Kiếm một cây sông. À, cây sông thấp rồi. Đi chặt cái tre kia về để làm cái sàn kia đôi đúng không? Dạ. Còn chiếc sông này là của Lưu Sĩ Thiên thôi nhỉ? Lưu Sĩ Thiên. À. Kiếm được nhiều chưa? Ở ngoài rừng còn không? Bùi chỉnh chuôn tỏ. Cho tỏ hạ chung này. Cho chung này. Cho chung á. Tả rồi mà. Hết sạch rồi á? Thế tả. Chỉ mua rồi. Chỉ mua thì cầm một tiền. À. Mai thì cho chị nó chia mua cho chỉnh chuôn tỏ. Cho chùa đem, chùa mà là chỗ thôi. À, của họ thôi đi xin nó về chứ. Tên là nếu mà xin được thì còn tốt. Mọi bởi vì là mấy cái sàn như thế này trước quý cô bác cũng đã thấy là cái chỗ sàn của em Dương ở nhà mẹ của em Dương ấy, thì ở bên trong đấy là mấy loại như thế này nếu mà mình làm được dày một chút ấy, thì sẽ hàng năm phải tầm khoảng được tầm 2 năm thì mới bắt đầu phải sửa lại, vì còn nếu như mà để thưa quá ấy, thì những cái cây nó bị mục nhanh ấy, vì cái khi mà cái sàn mình đã xác định làm như thế này thì để quanh năm phơi nắng bên ngoài thôi, không sẽ rất hỏng rất là nhanh. Vì thì con đi thấy ít sống có khói gió á, cho nên à? Ít sống khói gió. Cái này kiểu gì mà mỗi năm sửa một lần, vì lúc nào nó phơi nắng nhiều quá nhỉ. Người diễn diễn thật từ là diễn xa tàu hay là chỉ sống chỉ sống nhé, lò nà lò mà ta đó. Liệt tả. Cái này anh làm lâu chưa? Này cái sàn này, lúc nào tôi xin thiết không vượt được con tiền. Nhiều kho thấy ít sống rồi. À, vừa làm được một năm, thế năm nay lại phải sửa rồi. Đó, ít sống. Nhưng mà cái tấm giải kia là bây giờ lại phải đi kiếm mới à? Cho đầy bụi cho các một thiên đùa là gì chứ? Như đó một thiên đùa. À. Như đó ăn thêm mà tí lịch sầu thôi chứ. Vâng, đúng rồi. Không đi không đi kiếm thêm là không được. Anh có biết em cái đi không? Tụi cái đó chỉ em chứ không? Cái là tụi cái gì này hộ tình mù ba thao phúc cường. À, đi hộ anh gì chở ngô à? Đó, thao phúc cường. Ờ, chở ở tận đâu? Thì bố mẹ má tiền là tiền á má tiền đó mà... là từ khi mà cái thì một bè qua chỗ nhà anh cái đi nữa có ủa một bè làm thế đi sang bên khâu vai à một tỏ khâu vai rồi dòm à à lớn thì một bè thế có anh em ở bên đấy à mất cứ tin nhân tớ từ cái gì nữa à thế là đang đi hộ anh gì tận đấy không nếu còn phát thâu rồi ta thôi có cái tạm mà thời gian mình tiếp tục nghĩ xem cho bay thôi cho lại thì chia cho mình vậy là anh rể của em cái thì có nhờ là em cái đi sang bên Kovai có gia đình nhà anh đấy bên kia là
Nhưng mà sau đấy để mà hỗ trợ ngô thì mai này vật liệu của nhà em cấy lên đến nơi thì được gia đình bên anh rể của em cấy sẽ được sang lấy hộ chở và cái chỗ vật liệu của nhà em thu cấy ấy là hay dạng như kiểu đổi công thôi. Và cũng một phần là do là bây giờ thì em cấy có xe máy rồi thì mới có thể đi đổi công như vậy thôi, chứ nhìn nếu như là ngày giống như ngày trước ấy thì chưa được cô bác hỗ trợ để có tiền mua xe máy thì chắc chắn đến bây giờ thì kiểu gì kiểu em cái vẫn cũng không thể nào mà đi đổi công hay là cũng đi hộ với nhà anh chị như vậy. Vâng, em xin. Nên em vào đây thì hôm qua thì cũng là ngày rằm rồi thì các em cũng không biết là bên nhà mình có làm rằm hay không. Làm món này nó là bị xà lì. Mình nghe chín thôi. À, không ăn đâu đúng không? Đấy, anh chứ đang bảo là không có tiền thì không ăn đâu, bởi vì bà con là thường là ở trên này thì có những nhà là có điều kiện một chút thì mình ăn thôi, bà con người Mông thường hay là như thế. Em mới biết là mới hỏi anh là xem nhà mình có ăn rằm hay không thì cũng không ăn thì bởi vì em cũng biết gia đình của mình mấy anh em mà xung quanh đây thì nhà nào cũng hoàn cảnh hết đấy. Thế hôm nay em có trích cái phần quỹ làm nhà, cái quỹ của em Vân ấy, những phần dư kia thì bây giờ những cái đồ dùng vật dụng trong gia đình cũng sắm khá là đầy đủ rồi. Nên là em mới và trích cái vật quỹ đấy ra để mua một con gà cũng vậy, một ít bún nữa để lên làm rằm cho mấy anh em. Thì cũng khá là tiếc là hôm nay là em cái cùng nhà, nhưng mà lần nữa anh cùng bên em đi sang bên chỗ nhà em Vân, anh em sẽ cái cùng làm mà làm cái bữa cơm ăn ngồi chung vui với nhau nha anh nhá. Tôi thấy chỉ uống nước xà lì một tát pê rồi làm cái cây cái kho hạt xanh mà chỉ mà mùng pê à pê cứ tì cùng ngồi mấy trà cùng nói gì mà nói nè thế chỉ mùng thân thôi cứ đi không sao đâu mà. Thế là bởi vì một người ăn lẽ ra là em Vân sang đây gọi anh cơ, nhưng mà em Vân đang vặt lông gà thì em sang đây cũng để anh em mình cùng đi không sao đâu. Bây giờ nhiều lần em là đây muốn tổ chức cho tất cả các anh em cùng ngồi ăn đấy. Thì mấy giờ thì mà muốn thiết ra cho cái thôi nó trả phí. Đây anh chứ đang ngại thì hoặc là chắc là không anh ấy không sang đâu, bởi vì anh cũng ngại. Không sao đâu anh ạ, thì sang bên anh em mình cũng không có gì nhiều đâu, mà có cái bún khô với cả một con gà thôi thì thôi, cũng không có gì nhiều đâu nhá. Là anh em mình cứ sang bên kia đi, anh em mình cũng đi sang bên kia cùng làm đi, không phải ngại đâu. Đi chị ơi, lát nữa hôm nay em có tổ chức làm rằm cho mấy anh em cùng ngồi ăn với nhau ấy, thì lát nữa bao giờ làm xong chín thì em gọi chị sang cùng với lại mấy anh em ngồi nhé. Chả biết là mỏ xiêm mà khu từ từ mà ngồi là biết rằng bây giờ chạm à tỏ từ vinh nhé, lát chị sang nhé chị nhé. Đi anh em mình đi hộ nhau làm thì cho nhanh một tí. Em cái ở nhà rồi đi đang bảo đi hộ anh gì là bẻ ngô hay sao ấy ở tận bên khâu vai cơ. Còn đây anh em mình vào trong này anh chứ anh em mình vào đun nước xong là để ngâm ít bún này đi nhá. Chà, nước chưa sôi nhỉ. Thế cho cái chậu này được không ạ? Vâng. Ôi, cái này cho mềm mén à? Đúng rồi. Mềm mén mới làm mà em? Sáng nay làm à? Cũng nguội rồi. Sáng nay làm à? Dạ. Thế nhưng mà như thế lại không có. Không có chậu để mà ngâm bún nhỉ? Mấy cái này toàn dầu thôi. Thì lấy cái này để ngâm. Anh Chứ ơi, anh Chứ, này làm mà. Làm một bó hay hai bó nhỉ? Cái nước sôi rồi lấy vào để đổ vào đây cho ngâm đi. Nhiều quá không nhỉ? Tiếc là bố em lại không ở nhà nhỉ. Đúng. Thì cùng cả gia đình ăn cơm luôn. Đúng rồi đây. Đổ lấy phơi bên ngoài.
thấy thơm rồi đấy. Ủa một tí. Có cái gì bút không? Xong chưa anh chưa? Đó gì đó? Đảo này. Thích cho vào luộc. Đặt cho vào nồi luôn. Đấy, đặt vào nồi để cho vào luộc đi. Hay là cái món lòng mì kia làm cái món khác nhỉ? Đưa, nước nhiều quá. Đấy, để tắm. Cho anh luộc. Nhắm bếp mạnh một tí, cho chín lên. Chỉ tháo ra. Cuối khối nước rồi. Để đi vào lấy một ít nước lã vào đi em. Vâng. Lấy ít nước lã vào để cho nó khối nước vào. Vâng. Mềm mềm tầm này được rồi. Giọt to quá. Được. Ở cô mình ta. Mình đọc cho trẻ. Tất cả mọi người chỉ mua cho nông. Lần sau lùa gà đừng mổ phanh như thế anh chứ ạ. Mổ phanh như thế nó mình lùa gà thịt nó không ngon bằng là đấy. Vẫn hơi đỏ một tí, chưa được, tí ta thầm. Chờ thêm tí nữa. Bây giờ mình rửa cà chua với lại thái cà chua chờ được, tí nữa mình cho nó mất. Em này bỏ cái dĩa này ra chứ. Con này, con chỉ này. Cái gì con chỉ này? Xóa lên đây.
chua, lát nữa anh em sẽ xào lên trước để mà làm cái cốt canh bún phở. Từ từ đây để em. Này hơi nhiều ấy. Đây thì nữa khô một tí anh em chặt không rồi nóng lắm. Cái này mình gan ở trong này nữa. Này tí nữa mình làm canh bún luôn. Thơm. Thơm. Để chảo ấy. Bây giờ nước cốt làm bún thì cũng đã, cái phở ấy đã xong thì cho anh em cho vào luôn, bởi vì cái sợi bún sợi phở này nó vẫn còn hơi cứng này. Anh em cho vào rồi cho vào trong nó nồi luôn cho nó. Ban nãy tưởng là em cấy ở nhà ấy thì anh em có làm nhiều một chút để còn có nhiều cái ăn, tuy nhiên là em cấy là không ở nhà. Chắc là anh em sẽ làm một nửa thôi. Còn mấy anh em ở đây thôi. Đây, bây giờ chờ cái nước ra. Này, sôi lại một lần nữa thì anh em mới lấy ra và thả hành vào trong nồi này luôn. Sẽ cho này và hành vào trong nồi này luôn. Thì có một số người sẽ không thích ăn hành sống ấy. Thì nếu như mình vớt ra mặc dù vẫn còn nóng thì cho hành vào thì cũng sẽ thơm hơn. Nhưng mà có người lại không thích ăn thì cho vào luôn trong nồi thì cho nó chín hẳn luôn. Anh nhóm xin biết rồi. Hơi nát rồi vừa nãy. Đây lửa to quá. Hơi nát rồi. Màu kinh chỉ. Em lấy cái này đi ra lên mâm. Thì mất bát nữa. Thế nữa mình sẽ ăn bát con này. Em Dương cũng đã cùng với anh Chứ và em Vân cũng đã hoàn thiện xong cái bữa ăn gọi là bữa ăn rằm rằm muộn tháng 7 cho mấy anh em. Tuy nhiên là khá là tiếc là hôm nay em cày khiếm thính cũng ở nhà, và hôm nay do anh em cũng khá là vội vàng ấy, và không có làm được quá là nhiều món. Đây có mỗi món gà luộc và ít phở
thì phở này anh em tự nấu, có vì cũng không có xương canh thì là cũng làm cái cốt đấy, còn ở đây là ít là lòng mề em Dương có nấu làm canh để có làm một bát làm canh và hai bát phở. Đây sẽ là thịt gà luộc này, sẽ là chấm với cái món ớt tươi. Đây các bác nhìn hấp dẫn không ạ? Vì chiếu gà luộc ấy thì anh em mình chấm cái ớt tươi làm nó mới thơm. Đấy, nó phải thơm ăn mới ngon. Thế rồi anh em ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Anh Chứ vợ cũng sang anh Chứ. Chỉ tốt nữa là ngủ hết đi ạ. Đi làm rồi ạ? Không. Ủa, tiếp quá nhỉ? Không thì vợ sang ăn cùng. Rồi ngồi đi, ngồi thôi. Ngồi đi, ngồi đi. Ôi, còn chưa con à đũa đây. Bây giờ thì em Dương cùng với lại mấy anh em cũng xin kính mời quý cô bác anh chị cùng tất cả mọi người cùng với lại ba anh em, mấy anh em đội tim bản sắc dân tộc cùng ăn rằm với lại gia đình em Vân với lại anh Chứ. Gọi là gia đình thì cũng thật sự là cũng chỉ mỗi mình em Vân thôi, bởi vì bố của em Vân thì thời gian này cũng đi đang lang thang ở trên Mèo Vạc và không biết là làm cái gì, đến mãi đến bây giờ cũng chưa về. Thì nên anh em cũng thôi thì có cả anh Chứ ở đây. Anh Chứ thì ban nãy có bảo cả vợ anh đấy rồi nhưng mà chị lại không biết là chắc cũng hơi ngại hay gì á, lại không sang. Rồi em về nhá, về chắc là em cũng nhấp môi thôi, em cũng nhấp môi đi. Anh còn là vui ra Mèo Vạc anh có thức việc nữa. Anh em rửa đũa đi. Anh Chứ có ăn ớt không anh Chứ? Có, nó có chắc chín non à? Chín non. Khoan là thế anh tự chấm nước mắm này nhá. Rồi. Đây đây đây. Để em gắp cho này. Hôm nay anh cái trên màu anh chưa? Anh cái đang ở dưới ngạm cạch chỗ nhà anh Cơ. Em ăn ớt không? Có. Có à? Đây chấm cái này. Thơm lắm. Ớt xanh thì thơm lắm. Đây, ăn đi em. Anh cái không vào đây, không ăn cơ. Thôi anh cái đang ở chỗ dưới chỗ nhà anh Cơ, anh cũng bận tí việc. À cái bún này nhá, nếu à cái phở này nếu mà không vừa thì cho nước mắm này vào. Vâng. Và không thành thì đọc đi. Vâng, để em tự lấy. Ăn phở đi anh Chứ. À, trộn trộn cái này đều lên một tí. Nãy hành hơi ít. Nên này, này. Đúng đi, đúng đi. Cái này hơi hơi dùng thìa này em này. Dùng ngôi này. Được chưa? Cho canh vào nữa. Thế này anh Chứ dùng ngôi này. Theo em thẳng. Thẳng. Nếm thử gia vị xem có vừa chưa nhá. Ôi giời. Được. Ăn ngay tiện. Vâng. Anh Chứ ngon không? Cắt thì cắt. Ngon. Đây vâng. Bây giờ thì để tiện cho anh em ngồi ăn một cách tự nhiên hơn, chắc có lẽ đây em Dương cũng xin phép là được dừng video này tại đây. Xin hẹn quý vị ở video tiếp theo.